Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây băng non, thương chiếc bóng cô phao. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim. Từng đêm đó chỉ là bằng non. Em nghe gì không? Hỡi em, vì anh thương em như thương cây bằng non. Cây nhớ ai làm sao nói được? Vì anh thương em như thương hạt sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. À, và một lần nữa rất là mong muốn tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nhau giơ những cánh tay của mình lên thật cao được không ạ? Xin được cảm ơn rất là nhiều. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây băng non, thương chiếc bóng cô phao. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim. Từng đêm đó chỉ là bằng non. Em nghe gì không? Em ơi, vì anh thương em như thương cây bằng non. Cây nhớ ai làm sao nói được? Vì anh thương em như thương hạt sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em như thương cây bằng non. Cây nhớ ai làm sao nói được? Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở rất là nhiều. Và lần nữa xin được kính chúc cho Bảo Sang Studio
sẽ luôn thành công phát triển. Và rất là mong muốn quý vị hãy dành cho Hưng Nguyễn cũng như Bảo Sang trong đêm nay bằng một tràng pháo tay lớn từ quý vị, có đúng không ạ? Xin tặng quý vị rất là nhiều ạ.